Các bạn thân mến, phái đoàn ngày hôm nay đã tới Ba Vì, Hà Nội rồi. Và chúng tôi cùng nhau tới gặp một mạnh thường quân, người đã hỗ trợ Nam, giúp đỡ cho cuộc hành trình này được suôn sẻ. Và bây giờ thì anh chàng mạnh thường quân này rất là trẻ và đẹp trai này có một cái lời mời, đó là mời các vị phụ huynh của em Di và Dính đến để khám bệnh theo cái phong cách cổ truyền. Đây, như các bạn thấy là ở Phúc Lâm Đường là người ta điều trị theo cái phong cách cổ truyền bằng những cái bài thuốc dân gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào để cùng tìm hiểu nhá. Xin chào Đạt nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào anh Nam, chào anh chị nhá. Di này. Chú là chú Đạt nhá. Còn đây là Dính nhỉ? Dính à? Còn cậu này cậu này là Phứ. Phứ ạ. Là cả Phứ nhá. Là hàng xóm của Dính, xin đi cùng thôi. Chú là chú Đạt nhá. Đi. Đi vào đây. Ok. Ồ, anh thấy Phúc Lâm Đường rất là khang trang và có phong cách gì đấy, tới đây cảm thấy ung dung tự tại nhỉ. Thì em có thể giới thiệu cho anh biết là hiện nay là cơ sở mình đang như nào không? Thật ra thì em thành lập công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm cũng được hơn 2 năm rồi. Thì là đây là em quy mô chỗ này là phòng chẩn trị y học cổ truyền trực thuộc công ty và cũng là trụ sở chính của công ty em luôn. Và hôm nay muốn mọi người đến để tham quan. Thế nào, đi đường xa có mệt không chị? Mệt chứ. Thế tình hình đi kiểm tra khám trước hai cháu thế nào vậy? Anh cũng đã đưa Di vào khám mắt này. Thì các bác sĩ nói rằng là rất là khó để có thể, gần như là không thể cứu được mắt của em rồi. Bây giờ là chỉ có là lắp một cái mắt giả. Thì cái đấy thì anh nghĩ rằng là phải để cho Di lớn lên ấy. Rồi bây giờ còn nhỏ quá, lắp vào thì nó chỉ là giải bài toán về thẩm mỹ thôi. Mà nhỏ quá thì mình cũng chưa có nhu cầu để mà thẩm mỹ nhiều, mà nó lại gây bất tiện trong cái sinh hoạt hàng ngày ấy. Thì anh nghĩ rằng là để cho Di thêm vài tuổi nữa thì mình sẽ lắp sau. Đấy. Còn em Dính thì bởi vì đây cũng là một cái thủ thuật về phẫu thuật mà em bé, anh nghĩ rằng là cũng còn bé quá. Nhất là anh nghĩ là đây là cái những cái mụn mà đang mang lại lộc cho em ấy. Thì thôi mình cứ giữ tạm, mình khi mình đi khám mình biết được như thế đã. Còn cái hướng điều trị thì sẽ ở một cái thì tương lai. Đó. Thật ra thì em cũng hơi buồn về cái trường hợp của bạn Di đây, thì em xem trên video ấy thì em nhìn qua thì em cảm giác là về y học có thể can thiệp được ấy. Nhưng mà nghe thì anh nói thế em thấy buồn quá. Đúng rồi, rất nhiều người giống em khi nhìn vào thì cũng đều comment rằng là Di có khả năng có thể cứu được ấy. Thì bởi vì mọi người nhìn thế thì mình cũng nghĩ rằng là nếu mà có một chút hy vọng thì cứ đi khám thôi. Thế nhưng mà khi bác sĩ nói vậy thì cũng cực buồn, mà mọi người cũng đã chiếu chụp đủ các kiểu rồi. Thì như vậy, nhưng mà thôi, thì những cái gì mà nó mình không thể thay đổi được thì mình đành phải chấp nhận và mình sống chung với nó và mình làm tốt những cái gì mình đang có. Thế là anh nghĩ là thế là tích cực rồi, đúng không? Bây giờ thì sẽ thăm khám cho từng người một nhỉ. Thì mẹ của Di trước nhá, hay là bố của Dính? Bố của Dính trước. Bố của Dính nhá. Rồi. Các bạn biết là mọi người ở trên vùng cao ấy là rất là ít khi đi khám bệnh thường xuyên. Họ chỉ khi nào mà cực kỳ đau ốm nặng ấy thì người ta mới đi khám. Đấy. À, thế là mẹ của Di sẽ khám trước à? Thế là chị chọn bác sĩ con gái hay là con trai nào? Con gái thôi ạ. À. Con gái à? Con trai có được, để cho em khám cho chị nhá. Chị đo huyết áp trước nhá. Em ngồi đây, ngồi xuống đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà chị Mỹ được gắn một cái thiết bị đo huyết áp như thế này. Như những cái người phụ nữ nói riêng hay những người đồng bào Mông ở trên Hà Giang nói chung, chuyện mà chủ động chăm sóc sức khỏe đó là điều vô cùng hiếm. Huyết áp của em bình thường nhá. Thế Mỹ là bị làm sao nhỉ? Em bị đau ở chỗ nào? Đau ở chỗ này. À, đau vai gáy mới đau cột sống à? Bị đau bao nhiêu năm rồi chị? Em bị đau lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à?
Cái này có thể là do em, chắc là em cũng làm việc vất vả đúng không? Cũng hay phải đi làm nương làm núi nhiều đúng không? Thì bây giờ đến cái tầm tuổi này rồi thì là mình cũng phải quan tâm đến xương khớp nhá. Thì là chắc chắn là xương khớp của em là có vấn đề rồi thì nó mới bị đau, đau, nhức mỏi. Thì em cứ yên tâm, đến đây thì Phúc Lâm Đường sẽ có thuốc để cho em uống để khắc phục cái tình trạng mà bị đau mỏi vai gáy rồi đau cột sống nhá. Để về em lại có sức khỏe để em đi làm nương nhá. Ra đây để xem bố khám bệnh nhá. Cái này sau là mình phẫu thuật được mà anh nhỉ? Cái này cắt thì nó không ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Đây, anh đi vào đây. Ly ở nhà có hay uống rượu bia không? Không à? Thế à? Thế thì hiện nay thì huyết áp của em thì so bình thường là hơi cao một tí nhá. Thì cái này thì mình sẽ khắc phục được. Thì Ly có cái triệu chứng gì ở trong người nữa không? Có bị đau dạ dày không? À, Ly bị đau dạ dày à? Thế là em bị đau bụng. Thỉnh thoảng em bị đau bụng à? Thế nó có cái tình trạng là nó bị trào ngược lên, cái hơi nó trào lên mà nó khó chịu không? À có à, thế là em cũng ở cái dạng là bị viêm dạ dày và cũng ở cái giai đoạn là cũng có trào ngược, tức là cái dịch axit ấy nó cao, thế là nó sẽ trào lên cái thực quản này, mình cảm thấy khó chịu đúng không? Nhiều lúc là rất là khó chịu rồi. Thì chị sẽ có thuốc để bốc thuốc cho em để em uống nhá. Để cho em hết cái tình trạng này, em sẽ khỏi bệnh đau dạ dày nhá. Rồi. Đây của Ly có thuốc rồi đây. Đây nhá, đây là thuốc để cho Ly uống. Đây là một liệu trình nhá. Liệu trình thuốc dạ dày của Phúc Lâm Đường này. Ly về Ly sẽ uống theo chỉ dẫn ở trong này nhá. Mỗi một cái gói này là sẽ uống thành 2 ngày này. Đun kỹ nhá, đun sôi kỹ và uống thay nước lọc hàng ngày nhá. Đấy, chỉ dẫn ở đây thì là chị có ghi cái chỉ dẫn trong này rồi, chị vẫn cứ dặn thêm nhá. Và em sẽ uống hết cái liệu trình này thì có gì thì lại phản hồi lại cho Phúc Lâm Đường. Nếu mà phải uống thêm nữa thì là chị sẽ gửi thuốc theo đường bưu điện, lần sau thì em không phải quay lại đây nữa, mà nếu có chưa ổn định thì chị sẽ gửi qua đường bưu điện cho em nhá. Cái này là miễn phí hoàn toàn cho anh nhá. Đây anh cầm lấy. Về chịu khó uống thuốc nhá. Rồi chúc em khỏi nhanh khỏi bệnh nếu nhá. Nếu mà cơ địa tốt thì tầm khoảng 15 ngày. Anh phải uống đều đặn. Rồi chào em. Rồi chịu khó uống thuốc nhá. Anh chịu khó uống đều đặn vào khoảng, nếu mà cơ địa tốt thì khoảng 15 ngày là anh thấy nó hiệu quả. Đây chị vào đây. Xin chào cả nhà. Anh Trọng ơi, anh cho nhà. Chân anh ngồi dậy cho em nào. Ờ. Rồi. Em chào anh. Vào đây đi đưa chị Mỹ đi khám chữa bệnh cũng lại gặp người quen. Không biết là các bạn có nhận ra anh hay không? Anh ấy chính là nghệ sĩ Đình Trọng, một trong những diễn viên hết sức là quen thuộc trong những bộ phim ở trên truyền hình cũng như những cái tiểu phẩm vui. Ồ anh sao anh có mặt ở đây đấy? À, anh đến đây đau lưng đến đây xử lý một tháng rồi. À, anh bị này là do tuổi tác hay do nghề nghiệp hay như nào anh nhỉ? Nó cũng do vừa tuổi tác cũng do cái công việc của mình ấy. Là mình đợt rồi mình đi làm nhiều quá, làm ở những cái địa hình nó phức tạp một tí, rồi đi lại cứ leo lên núi xong lại xuống, nó bại hết cái lưng. Nhưng mà đến đây thì biết là mình bị thoái hóa mất hai đốt nhỉ? Hai đốt, ba đốt. 4, 5, 6 cổ, phải vào đốt sống cổ và lưng nữa, lưng ngay là 4, 5. Nó mỏi cổ, nó giật đến đầu. Mình cứ hỏi tại sao mình đau đầu thế, đến thì bác sĩ mới bảo là vì thoái hóa cái đốt 6 thôi, đốt 5, đốt 6 thôi. Thỉnh thoảng đầu nó giật lên, 4, 5, 6. Nhưng mà tình hình là cũng một tuần rồi nhỉ? Vâng. Một tuần nay rồi. Anh thấy tiến chuyển thế nào, anh cứ nói. Bây giờ thì thấy nó không, ok lắm rồi. Ngủ ngon với cả là ăn uống tốt, với cả đi lại bây giờ mình cảm giác nó nhẹ nhàng rồi. Không như cái bữa trước. Khoanh chân được rồi, chân trước đây là khoanh. Trước là rất là mỏi, nhưng bây giờ trước là mình như này. Là ở cái tình trạng nó mỏi quá ấy, đau thì khoanh chân thì cứ phải nhấc lên là nó rất là mỏi. Nhưng bây giờ thì được rồi, khả năng đá bóng được rồi. Cái bắp chân này là vẫn còn bút anh ạ, chưa khỏi hẳn đâu ạ.
tại vì em thấy bắp chân của anh nó vẫn còn tắc đây này, chưa hết. Lúc nãy anh làm thì em vẫn kêu đấy. Bao giờ nó phải hết tiếng kêu đó thì anh mới cảm nhận được là bệnh của anh nó sẽ trơn đấy. Vâng. Đấy, các bạn cứ nghĩ rằng là làm diễn viên, làm nghệ sĩ là sung sướng, thực ra không có cái nghề nào là sung sướng hoàn toàn đâu các bạn ạ. Đấy, như anh Đình Trọng là cũng có gặp vấn đề về xương khớp như vậy, và bản thân Hoàng Nam cũng vậy, cũng đã bắt đầu về tuổi tác rồi, về công việc cũng đang dần dần có những cái triệu chứng là hơi giống anh đấy. Là bây giờ là em phải nhìn anh để em học hỏi, là để xem là thứ nhất là phòng tránh, hay là nếu mà mình mà không phòng tránh được, nó là cái bệnh mà đi kèm với cái nghề nghiệp của mình, đôi khi mình phải mải. Nói chung là mình thái hóa, bọn anh về là công việc, về máy tính, về máy móc nhiều nên căng thẳng đến đầu óc. Cái việc của Nam thì anh khuyên rất là chân thành như này, nếu mà em có thời gian, nếu mà không những em, bây giờ mấy anh lái xe bạn của anh ấy, đều lái xe chuyên nghiệp ấy, thì hàng tuần là anh vẫn giới thiệu đến chỗ Phúc Lâm Đường để cho chị đây chị xử lý cho về cái mảng vai gáy này, rất là ok. Tức là mình làm chỉ cái liệu trình chừng chắc khoảng 1 tháng thôi, người như mới luôn. Đấy, nó hay cái chỗ đấy. Chung là cái bệnh mà nếu mà lâu rồi thì nó khác, nếu mà bệnh mới thì nó nhanh lắm. Đúng thì rồi, xử lý trong vòng khoảng 1 tuần là nó đã cảm thấy nó ok rồi. Còn nếu mà bệnh mà nó nặng thì nó là cái bệnh mãn tính rồi, nó hơi khó, nó phải lâu, nó phải điều trị một thời gian nhất định. Chứ còn nếu mà bệnh mà nó thuộc cấp tính thì nói chung là chỉ vài ngày là tôi cảm thấy ok luôn. Đấy, như anh Trương bạn anh ấy, đây cũng hơn anh tuổi, 51. Đấy, anh ấy chạy xe đường dài, tức là anh ấy bị đau cái thắt lưng này. Đấy, cứ mỗi lần đau lại phải đi tiêm, nhưng mà tiêm rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là lúc đấy là họ chỉ khỏi lúc đấy thôi. Thế sau đó thì nó hết cái thuốc thì nó lại bị, nhưng mà anh giới thiệu đến Phúc Lâm Đường thì mới được có gần 1 tuần thôi, thì anh bảo là bây giờ nó thành nghiện đấy. Đấy, 1 tuần mà mình không đến đây một vài lần. Thực ra xoa bóp bướu huyệt đấy là rất là tốt. Nhà mình thì toàn là làm thủ công, mọi khi cũng có thể là những người nặng quá là mình cho nằm lá, điều trị ở đây là hay nằm lá, sao lá nằm xuống những chỗ điểm đau. Còn ngoài ra là xoa bóp bướu huyệt. Ai mà cần xử lý châm cứu thì châm cứu thôi, còn không thì là toàn xoa bóp bướu huyệt và uống thuốc nam hàng ngày. Và ngoài ra là về sao lá hoặc là ngâm chân thuốc bắc, thuốc nam thôi chứ không phải thuốc bắc, toàn thuốc nam, thảo dược thuốc nam, ngâm chân đắp gối, ví dụ xương khớp gối, nhưng mà của anh ấy thì được cái là gối của anh ấy chưa vấn đề gì về xương khớp gối, rất là ok. Nhưng mà là cái lưng này nó hơi đau, và cái bắp nếu mà cần phải châm thì bác sĩ cứ châm cho tôi. Của anh thì chưa phải xử lý ăn châm cũng được thôi, nó cũng không ấy, nhưng mà thôi cái anh chỉ có xoa bóp bướu huyệt là ok rồi, và nằm lá hàng ngày. Vâng, thế thì quá là may mắn rồi, bởi vì là khi mà em đưa chị Mỹ ở đây này thì là cũng chị Mỹ đã yên tâm rồi nhá, để có anh Đình Trọng, anh rất nổi tiếng, anh đến đây chữa bệnh này. Thế bây giờ chị đau ở đâu thì có gì để cho các bác ý. Chị Mỹ nó quê đâu nhỉ? À, Hà Giang à? Đấy, tôi vừa đi đấy, quay ở quê nhà bà này trên Hà Giang này. Đấy, nhiều núi đá anh nhỉ? Mình cứ trèo lên trèo xuống, hay là mình cứ đi lại nhiều quá, thế là tức là mình cũng đến cái tuổi bắt đầu nó đấy, sau cái chuyến đi công tác ấy về là người ngợm là nó ê ẩm, mình cứ nghĩ là nó chỉ 1-2 hôm nó sẽ đỡ, nhưng mà tình hình thấy nó càng ngày càng đau, thế mới đến đây. Thế mà chị là hàng ngày chị vẫn leo núi đấy anh ạ, đi nhặt củi về đi cắt cỏ. Một mình chỉ chăm 3 con bò. Một mình chăm 3 con bò. Chị xem nha, nếu như tí nữa mà cô mà khám ấy, nếu mà tình trạng của chị mà nặng quá ấy, thì là ở Phúc Lâm Đường là cũng có bố trí chỗ ăn chỗ ở cho bệnh nhân ở nội trú. Đấy, nếu mà chị ở lại được thì em hoàn toàn miễn phí cho gia đình nhà mình. Thôi ở đây cho bác sĩ. Gia đình khó khăn thì gia đình ở bên này cũng vẫn. Đấy, ở đây bác sĩ làm cho nó người ngậm nó xương khớp rồi tất cả mọi thứ nó dây thần kinh tọa ấy nó ổn định thì về lại đi chăn được lúc 6 con bò luôn. Em là chị em đồng ý luôn rồi đấy. Thôi thì bây giờ là chắc là phải làm cho chị, cho chị cảm thấy là thoải mái thì chị sẽ đồng ý có cái quyết định của chị luôn. Để em vặn nốt cuộc sống cho anh. Anh sắp xong rồi, đợi anh một chút thôi. Anh nằm ngửa ra xong rồi em sẽ bật cho anh những cái sơ sự còn lại. Anh nghiêng người cho em. Hôm nay em đang làm giờ. Anh nghiêng cho em nửa người. Chân này anh duỗi xuống.
Một, anh thả lỏng nha. Ôi dồi. Nghiêng người cho em. Bên này nè. Vâng. Đấy, kéo cái nó... Cái là anh trọng người rất là tầm vóc với em Loan là vừa hợp. To quá là em Loan. Anh nằm xịch ra đây cho em một chút, tại cái bàn hơi cao so với em. Rồi, ok anh. Anh cứ đánh nằm. Đấy, chưa chi đã thấy. Chưa chi đã thấy kêu hết. Rồi, xong rồi đấy nhỉ? Anh ngồi dậy đi để cho em tẩn lại khớp lưng cho anh xem nhé. Xem nốt này. Này, ấn ở đây này là ok này, nó đỡ buốt nhiều này. Ấn đây buốt này. Đây, bên vai trái của anh nó vẫn có cái cô cụm này, chưa hết rồi này. Chắc là khoảng 2 tuần nữa chắc là sẽ hết rồi. Như cái hôm đầu nó ấn ở đây buốt không chịu được. Nếu này không kêu, không bên kêu này tức thì, là ổn rồi. Bên này thì của anh nhẹ. Bên này nặng hơn. Còn bên trái của anh vẫn bị. Anh Trọng ơi, thật anh Trọng có vấn đề rồi, kém rồi, bắt đầu có độ rung này là hơi kém rồi. Vâng. Rồi. Thận dương có vấn đề rồi, phải xử lý rồi. Bên Phúc Lâm Đường thì em có thuốc đây nha, bổ thận dương ấy anh ạ. Em thấy anh thận dương có vấn đề, bởi vì sao em làm này, nếu mà chân lưng anh ấy nằm trên chân em cảm thấy lưng của anh nó sẽ giật, cũng như cô bé kia bị bệnh thế. Nó sẽ giật giật mạnh, càng nặng bao nhiêu thì nó giật càng mạnh bao nhiêu. Bao giờ lưng ổn thận định thì không vấn đề gì. Đây, em sẽ đẩn lại cái lưng này cho anh. Bao giờ cái lưng em, đặt chân em vào đây anh không giật này. Để nhìn nhá, có độ nếu mà rung, càng rung mạnh thì lại anh, thận anh lại càng kém. Anh xong rồi đúng không? Anh xong rồi. Kể ra muốn làm thì em làm cho cái kia, nhưng mà thôi để tí nữa. Rồi ok. Ok. Rồi ok. Xin mời. Không sao. Em lên đây đi, chị xem nào cái vai gáy của em xử lý cho em. Em nằm lên đây. Trời ơi, cổ cứng thế. Đốt sống cổ đùn ra này. Cứ nằm thả lỏng đi. Đau không em? Đau. Đây này, chị đấn nó sẽ đau. Thói hóa này đồ. Chị sinh năm bao nhiêu ạ? Năm 89. 89 à? Ui, kém mình gần chục tuổi. Ok. Thế mà thái hóa sớm thế. Chị vất vả. Vất vả lắm. Em có thấy đang đau bên trái này không? Đau chứ. Rồi, cả. Ok. Rồi, chị đang xem. Trời ơi, sơ sợ hết này. Đây này, bên phải này. Đây này, em nghe thấy không? Buốt không? Buốt không em? Rồi ok. Thả lỏng người nhá. Thả lỏng. Em cứ nằm thả lỏng, không sợ đâu. Cứ thả lỏng cơ, nằm thả lỏng cơ. Thả lỏng cơ để chị sẽ thả lỏng cơ. Rồi. Béo ơi. Chuẩn bị rút. Cảm nhận thế nào rồi em? Thấy có kêu xoạc. Giờ cảm thấy đã. Nào, béo ơi giữ đi con, hai chân. Thả lỏng cái tay ra nào. Bấm nào. Bỏ cái tay ra em. Bỏ tay ra nào. Thế nào? Bây giờ thấy thế nào? Thoải mái chưa? Thân. Có thoải mái không em? Cảm thấy nó rút cái cổ này từ đây xuống lưng chưa? Nó xuống cảm thấy lên đến đâu em? Bây giờ em cảm thấy nào? Dễ chịu chưa? Em cứ nằm một chút nhé để chị xem nào. Tay này em đã tê rồi đấy. Em cảm nhận tê tay chưa? Tay tê rồi đấy nhá. Ít tuổi mà đốt sống cổ đã kém rồi. Rồi, bị tê tay rồi đấy nhá. Tay phải có độ tê rồi đấy. Em đi xuống đây được bao nhiêu tiếng? Không biết là em đi từ đêm qua hả? Rồi. Em được mấy cháu rồi? 3 đứa. À, mấy trai mấy gái? 3 đứa cạn trai. À, 3 trai à? Dạ. Cháu lớn sinh năm bao nhiêu em? Năm lên đường 15 tuổi. Trời ơi, sao lấy chồng sớm ấy hả? Dạ. Trời ơi. Ôi trời ơi, lấy chồng sớm quá cho nên là bây giờ hai cái đôi vai nó nặng trĩu là đúng rồi. Trời ơi. Thế chả mấy lại lên bà nội nhỉ? Trên đấy chắc là cũng lấy vợ sớm đúng không? Rồi, ok em.
hai vợ chồng ông xã làm gì em? Ra nhà làm thế, làm bên nhà thôi. À thế à, hai vợ chồng làm được, ok em. Em cứ thả mềm cơ, thả mềm cơ ra cho chị. Em cứ thả lỏng mềm cơ, thả lỏng cái mềm cơ chân, thả lỏng ra. Sao? Bây giờ em cảm nhận như nào rồi? Em có thấy thoải mái không? Thoải mái một tí rồi. Ừ. Em thường xuyên ngủ tốt không? Tốt tí rồi. Ok. Cái đầu của em thì nhẹ em ạ. Đầu của em thì nó cái điểm đau của em nó cũng có đấy nhưng nó nhẹ. Sợ sợ đây này, hiện tại em vẫn đang đau nhưng mà nó không phải đến nỗi mức đau. Độ đau quá nhá. Cũng đau đầu đấy nhưng mà không phải là không đau đầu đâu nhưng mà cái mức độ đau như người ta nó còn mọc hết cả trên đỉnh đầu nha em ạ không? Đây là em do đang đi trên đường. Em bị thái hóa tốt số cổ nặng quá. Đau đầu nhưng mà đau đầu nó cũng chưa phải mức độ đau. Của em nguyên nhân chính nhất là cái cổ này, chắc em bị gánh vác nhiều quá ấy. Em làm, em bao nhiêu tuổi em đã phải làm vất vả rồi. Đốt sống cổ này nặng. Sơ hóa đốt sống cổ cứng. Cho cháu triệu chứng của chị, cháu đi lại để bốc thuốc cho chị nhé. Chị có đau đầu, nhưng mà của còn chủ yếu thái hóa đốt sống cổ. Tay, tê tay bên tay phải. Cánh tay phải bị tê, cánh tay trái vẫn bình thường như thế. Tay nói chung có độ tê, đốt sống cổ nặng nhất chị bị chủ yếu là cổ vai gáy là nặng rồi. Lưng thì nó cũng có thoái hóa nhẹ, lưng thoái hóa nhẹ thôi. Kinh nguyệt của em thế nào? Có đau bụng kinh không? Rồi. Tại vì đang mặc cái này chị không khám được. Chị ấn điểm này em có bút không? Thế phụ khoa không vấn đề gì, bút không? Phụ khoa không vấn đề gì. Rồi. Thuốc của anh xong rồi chứ? À đây anh ơi, anh Trọng ơi, thuốc của anh đây nhá. Anh về anh uống theo liệu trình nhá. Theo chỉ dẫn đây này. Đấy. Đấy, vâng. Chị vào đây. Vâng, anh Trọng thì đã uống rồi nên anh biết cách uống rồi. Vâng, anh chịu khó uống đều nhá. À vâng. Lát nữa có cái anh bạn anh, cái anh béo béo ấy, anh Tuấn ấy, anh đến ấy bảo là anh công việc anh đi về trước nhá. Dạ vâng ạ, vâng. Chào anh Trọng nhá, vâng ạ. À đây, còn đây là thuốc của Mỹ này. Mỹ này. Đây thuốc của em nhá, thuốc xương khớp của em chịu khó về nhà uống đúng theo chỉ dẫn nhá. Một gói thuốc này em sẽ uống làm 2 ngày nhá. Và đây là một liệu trình uống trong 1 tháng. Và sau khi uống gần hết ý, thì em sẽ gọi điện cho anh Nam nhá. Thì anh Nam sẽ gọi điện đến Phúc Lâm Đường để chị sẽ gửi thuốc về cho em uống tiếp nhá. Cố gắng uống để cho nhanh khỏi bệnh nhá. Rồi, chị. Rồi. Cái này là em miễn phí hoàn toàn cho nhà mình nhá. Và ngoài ra thì em cũng có một phần trích từ quỹ từ thiện của Phúc Lâm Đường thì có một chút quà nhỏ là gọi là gửi tới chị, gửi tới cháu Di và đây là cái phần của cháu Dính này, anh cầm giúp cho em nhé. Vâng. Cảm ơn nhé. Một lần nữa cho... cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hay là cho Di ở đây với em nhé. Thì lúc nào có thực ra thì bố Hoàn đang đưa Di về. Vâng. À, lúc đầu ấy thì trong một cái không khí rất là vui thì Di đã đồng ý là ở đây rồi, nhưng mà khi mà đến lúc mẹ khám bệnh xong đoàn chuẩn bị ra về thì Di lại muốn về cùng mẹ. Do đó đấy là tính khí của trẻ con, mà chuyện quay xe là chuyện rất là bình thường, không sao cả. Nhưng mà tóm lại ngày hôm nay tôi nghĩ rằng sẽ mở ra một cái suy nghĩ mới cho Di rằng là thế giới vẫn còn rất là rộng lớn và có rất nhiều người yêu thương em ấy. Một lần nữa xin cảm ơn Đạt rất là nhiều nhá. Cảm ơn em về chuyến đi ngày hôm nay. Nếu mà không có em thì có lẽ là không thể thực hiện được. Và cũng như là sự quan tâm của em đến cho bố mẹ của hai bé. Vâng, không có gì đâu em. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều nhá. Cảm ơn mọi người ở Phúc Lâm Đường. Chào đoàn nhá, chào đoàn. Dạ. Chào anh nhá. Bây giờ phái đoàn của chúng ta lại lên núi thôi. Cảm ơn Hân rất nhiều. Rồi, bây giờ thì về núi rừng thôi. Xin chào mọi người, về thôi.